Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 27 tháng 11 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 56 km về phía nam, Hồ Lắc nằm bên thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc là hồ nước ngọt lớn nhất Đắk Lắk và lớn thứ hai ở Việt Nam. Hồ rộng trên 500 hecta, mùa mưa còn có thể lên đến 700 đến 900 hecta. Mặt hồ luôn xanh thẳm in bóng mây trời, xung quanh lại là các những dãy núi cao với những khu rừng nguyên sinh tạo thành khung cảnh thiên nhiên hoang dã, thơ mộng và vô cùng quyến rũ. Nhất là mỗi lúc bừng minh lên hay hoàng hôn buông xuống, mặt hồ dường như trở nên lấp lánh, rực rỡ hơn hẳn cùng với những làn sóng nhỏ lăn tăn khiến cho cảnh quan càng thêm kỳ ảo và huyền bí. Đến với Hồ Lắc, du khách có thể lênh đênh trên những con thuyền độc mộc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp bao la rộng lớn của hồ, cưỡi voi tham quan buôn làng của các đồng bào dân tộc Mơ Nông và núi rừng, thưởng thức vũ điệu cồng chiêng, nghe kể về những huyền thoại xa xưa và cả những món ăn đặc sắc của vùng đất này. Thời tiết ở Đắk Lắk trong những ngày sắp tới sẽ tiếp tục tốt, trời ít mưa, ngày nắng, cùng với nền nhiệt trong ngày ở ngưỡng khá dễ chịu, thấp nhất về đêm và sáng phổ biến ở ngưỡng từ 20 đến 21 độ và cao nhất ngày là từ 28 đến 30 độ, nên rất thuận lợi cho các hành trình khám phá tham quan của du khách. Không riêng gì Đắk Lắk mà với các tỉnh thành khác ở Tây Nguyên, thời tiết trong những ngày tới cũng sẽ chuyển tốt hơn. Trong ngày trời sẽ giảm mây, nắng dịu, đồng thời chiều tối và đêm chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng từ 1 đến 2 độ. Nhưng vào ban đêm và sáng sớm trời vẫn se lạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 22 độ và cao nhất là từ 27 đến 31 độ. Hoàn lưu của cơn bão số 9 đã hoàn toàn suy yếu, do đó trong những ngày sắp tới, thời tiết ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ chuyển tốt hẳn lên. Trời giảm mây, ngày chuyển nắng mạnh, đồng thời chiều tối và đêm sẽ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Thời tiết nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tuy nhiên, tiết trời về trưa và chiều khá nóng bức với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Do vậy, quý khách cũng nên lưu ý nếu có kế hoạch tham quan ngoài trời vào khoảng thời gian này. Trong hai ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ sẽ nằm trong hoàn lưu của áp cao lạnh có cường độ ổn định. Do đó, thời tiết trên toàn khu vực chủ đạo sẽ là đêm không mưa, ngày trời nắng, riêng sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, trời ấm áp vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 25 đến 29 độ. Nhưng vào ban đêm và sáng sớm nhiệt độ vẫn còn giảm sâu nên trời tiếp tục chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 19 độ, vùng núi có nơi còn dưới 14 độ. Nhưng sang ngày 30 tháng 11, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường bổ sung nên nhiệt độ còn giảm thêm khoảng 1 đến 2 độ. Nhưng thời tiết vẫn ít thay đổi, phổ biến là ít mưa nên sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Không khí lạnh có cường độ ổn định và các nhiễu động trên cao cũng suy yếu đi, do đó trong khoảng 2 ngày tới, thời tiết ở các tỉnh Trung Bộ sẽ có xu hướng chuyển tốt lên. Trong đó, các tỉnh ở phía Bắc đèo Hải Vân, thời tiết từ ngày mai sẽ giảm mây, trời hưởng nắng, đồng thời tình trạng mưa sẽ giảm hẳn cả về diện và lượng. Chủ yếu còn xuất hiện mưa rào ở khoảng 1/3 diện tích khu vực, trong đó mưa sẽ chỉ tập trung chính tại các tỉnh phía Nam của khu vực. Nhiệt độ cao nhất ngày tại đây dao động trong khoảng 26 đến 29 độ và thấp nhất là từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân thời tiết cũng sẽ chuyển tốt lên, trời giảm mây rõ rệt, ngày nắng, đồng thời chiều tối và đêm chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trên toàn khu vực cũng sẽ có xu hướng tăng lên, cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 28 đến 32 độ, thấp nhất về đêm là từ 21 đến 25 độ. Sang ngày 30 tháng 11, không khí lạnh tăng cường và nhiễu động trên cao hoạt động mạnh trở lại, do đó thời tiết sẽ tăng mưa trở lại, đặc biệt là tại các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho tới Quảng Ngãi, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do vậy, du khách cũng cần lưu ý để có kế hoạch sắp xếp lịch trình của mình cho phù hợp với sự thay đổi của thời tiết. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!